Ngân Hà xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Ngân Hà hiện tại đang sống ở Cali. Rất là thích ca hát từ bé rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để thực hiện cái ước mơ của mình. Ngày hôm nay đến với trung tâm Asia trong chương trình The Dreams. Cũng được có một vài sự khuyến khích của bạn bè, với lại tự bản thân mình cũng muốn thử một lần coi mình có thể với giọng hát của mình có thể chinh phục được khán giả hay là không. Muốn thử một lần cho biết. Ngân Hà thích nghe những dòng nhạc trữ tình, nhạc quê hương. Ngân Hà đến với trung tâm Asia tại vì thấy là trung tâm Asia open up to những cái giọng hát mới hoặc những khuôn mặt mới. Rồi Ngân Hà cũng, tại vì trung tâm Asia, Ngân Hà thích nghe nhạc ngày xưa lắm. Rồi những dòng nhạc của Trúc Phương á, mà trung tâm Asia thì hay, những cái chương trình đó là có hay có những cái dòng nhạc đó thì Hà thích nghe. Ngân Hà thích đi hát, còn kinh nghiệm đi hát thì chắc có lẽ là không có đâu. Bạn bè thấy hát hay thì cứ kêu Hà ơi lên hát đi, tao thích nghe mày hát. Thế là leo lên hát thế thôi. Còn ở bé thì mẹ cũng có dạy cho hát. Nhớ những lúc mà ở nhà hồi bé có cái sân ở ngoài rồi mà hai mẹ con nằm trải chiếu ra, thì mẹ nằm mẹ nghêu ngao với bài Lòng Mẹ thì mình cũng nghêu ngao theo. Rồi có những cái lúc mà mình hát sai thì mẹ nói không, cái chỗ này con phải ngân thế này cơ. Nhưng mà lúc đó mình mới có 7-8 tuổi thôi, thì cái đó là cái kinh nghiệm của ca hát đầu tiên mà mình có là lúc mình hát bài Lòng Mẹ và mẹ chỉ cho mình lúc còn bé tí thế thôi. Còn sau đó thì cuộc sống đẩy đưa, rồi cơm áo gạo tiền nó đẩy xa mình với cái lĩnh vực ca nhạc. Rồi bây giờ mọi thứ ổn định thì mình mới tìm cho mình mới quay trở lại, tìm cho mình cái chase, cái dream của mình lại một lần nữa, theo đuổi giấc mơ của mình nữa.